Ô, chào thầy. À, chào chú. Đây là thầy cho mình buổi học cuối cùng kết thúc khóa học không? Bế mạc hay là Đúng bế mạc? là biết giảng là khóa học là đúng lộ trình luôn. Dạ. Hôm nay đảm bảo 100% ngày học là cố gắng buổi nào đúng không? Dạ. Học Thì sinh thứ nghiêm hai túc. rất là nghiêm túc. Cái thứ hai nữa là rất là hên là đúng cái thời điểm hôm nay là ngày một cái bài khắc lịch sử đấy nha, chứ không phải nữa gì có ngày 30 tháng 9 này đâu. À, 30 tháng 9 này là có đưa đi đòi lịch sử đấy. Cái khóa học này thì cũng đến hôm nay là cũng đủ đầy đủ khóa học rồi, 21 tuổi rồi, thời gian thì cũng không nhiều lắm, nhưng mà cái khóa học của thầy là nó đúng chương trình giáo trình của nó là như vậy đúng không? Ok, cái bài chú tập đến đâu rồi? Thì chấp nói chung nó cố gắng nhiều lắm đấy, nhưng mà chấp thầy đấy nghe thử rồi xem nhá, tôi về được không đó. Thầy cười nhưng mà tại vì nó lẹ quá, cố gắng nhưng mà chưa được cái tay mình, cái đầu mình thì hiểu nhưng mà cái tay chưa được, nên chẳng nhận thầy sao. Là tốt rồi, là cái này nó còn hơi vướng ở chỗ là cái đầu nó hơi chưa có đáp ứng đủ. Cái đờn này nó một phần, nếu mà có cái đờn kia hay hơn chắc nó cũng hay hơn được một tí. Nó hơi hạn chế vào cái tiếng này nọ. Nhưng mà hôm nay là thầy thấy là cái mình hy vọng là nếu như mình chỉ tập một bài nữa thôi là cái tay chuyển cái chuyển tiếng với lại cái chuyển trống này là mình sẽ dễ hơn đó. Nhưng mà nó nhanh như thế này mà mình cái tay của mình mà mình khua được như thế là cũng với cái thời gian 24 tuổi thì thầy cảm nhận là cố gắng lắm. Cái mấy cái bài này thì nó là giống như cái bài đầu tiên mà chú đánh những cái bài nhanh đó, cho nên thành ra là chú làm quen với một số cái bài nhanh thì cái tay của mình nó sẽ nó nhanh nhẹn lên thôi. Thì trước giờ chú đánh toàn những bài chậm, đúng rồi, cho nên cái phản ứng của cái tay của mình nó cũng sẽ chậm, nhưng mình tập những cái bài nhanh thì cái tay mình cũng sẽ phản ứng nhanh lên. tại vì là mình cũng nghiên cứu rồi, mình tìm hiểu là do cái giáo trình của thầy 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 sắp xếp cái các cái bài ấy như thế, cho nên cái ông học viên ấy, là ông nếu mà ông tuân thủ theo đúng cái bài của thầy thì rõ ràng là vừa là cái luyện ngón, vừa là luyện cái thế bấm, và nó từ thấp đến cao cảm thấy là người học người ta ngon ngán. Và đặc biệt là tất cả những cái phần lý thuyết thì thầy không có giảng riêng ra một một cái bài riêng về lý thuyết, mà
mỗi cái bài của thầy cô chủ định cho học viên tập ấy, là trong cái bài đó là có cái lý thuyết ở trong đấy. Cho nên là mình mới thấy rồi, tại sao đang cái bài này thầy lại chuyển sang tận cái bài kia tập mà nó không lần được từ trang này sang kia, nhưng mà tất cả những cái bài thầy cho học viên tập đó là những cái bài mà mình cảm nhận trong đó là nó có lý thuyết ở trong đấy. Cho nên là học viên khi mà anh tập cái bài đó vừa cái thực hành mà vừa cái lý thuyết luôn. Thì thành ra là tới giờ này mà theo đúng cái giáo trình của thầy mà cứ học từng bài, thầy ấy là hướng dẫn tập bài nào mình tập bài đó, thì trong đó là nó có cái lý thuyết ở trong đó. Cho nên là không cần phải giảng riêng ra một buổi nào đó giảng riêng một lý thuyết, không phải ghi chép thì mình tới thầy đâu có cần bảo là cứ phải ghi chép này kia nọ không, mà mình thấy là những cái đó là mình cứ ngấm từ từ thôi, chứ còn nếu như họ bắt ghi chép vào thì cũng không nhớ nổi hết rồi. Dạ, thì mỗi người có mỗi cái cách chứ. Mình nghĩ đây là một cái phương pháp đó. Phương pháp của người thầy dạy là cái hơn nhau cái phương pháp thôi, chứ còn mình thấy là rất là hay. Thì chú thấy là sau 24 buổi học, tức là sau một khóa học đó, thì chú có thể phát biểu cái cảm nghĩ của chú về cái khóa học này. Thì cái báo cáo của thầy là cái khóa học này thì đến ngày hôm nay thì thầy trò mình đã thực hiện đúng và đủ theo cái nội dung cái chương trình khóa học của thầy đề ra. Đến hôm nay là buổi thứ 24 và cũng là buổi cuối cùng kết thúc của khóa học hôm nay này. Thì cảm nhận của mình thì trước tiên ấy, thì mình cảm nhận được là mình đã chọn được đúng người thầy để mình học. Bởi vì trên mạng hiện nay xuất hiện rất là nhiều người thầy. Thế nhưng mà qua tìm hiểu thì mình thấy rằng là cái phương pháp dạy của thầy nó phù hợp với mình. Cho nên là cái việc đầu tiên là mình chọn lựa chọn thầy để làm người giảng cho mình, là thứ nhất là mình lựa chọn thầy đó. Cái thứ hai là trong 24 buổi học thì thời gian thực sự ra là đối với các bạn trẻ thì nó cũng thấy nó có vẻ là nó dễ hơn, nó đơn giản hơn chút với những cái người mà ở cái độ tuổi như mình ấy, mà tham gia cái khóa học như thế này với thời gian 24 buổi mà kết quả được như ngày hôm nay thì mình cảm thấy là trước hết ấy, là được cái sự hướng dẫn chỉ dạy rất là tận tình của thầy. Thầy là một người thầy rất là có tâm đó, dạy học viên rất là tỉ mỉ. Cái thứ hai nữa là cái phương pháp của thầy thì không tập trung quá nhiều về phần lý thuyết. Qua theo dõi 24 buổi học thì hầu như là mình không có thấy là thầy giảng lý thuyết mình không đạt cả, nhưng mỗi một cái bài mà thầy giao cho học trò tập ấy, thì thầy là trước khi tập thì thầy có hướng dẫn rằng bài này là học viên cần phải chú ý mấy cái chỗ điểm sau đây đó. Thế thì mình tập cái bài đó bắt buộc đến cái chỗ cái đoạn đó là mình phải chú ý. Mình chú ý thì mình làm được cái phần đó, mình thực hành được cái phần đó thì chính là mình đã học thuộc cái phần lý thuyết của cái bài đó. Thế cho nên là mình mới thấy rằng cái phương pháp của thầy rất là hay, tạo cho học viên là nó không có chán, không có ngán. Hay nữa là gì, trong cái giáo trình của thầy ấy, thì thầy ấy là soạn từ những cái bài đơn giản, xong là cứ khó dần dần lên. Thỉnh thoảng thầy mới đưa một cái bài như là quen thuộc mà mọi người ai cũng biết sơ sơ, nhưng mà khi mà mình tập vào, mình nhìn vào đúng cái nốt nhạc ấy, thì mình tập mình mới thấy rằng cái chỗ nào mình sai, chỗ nào mình đúng. Thế thì với thầy này, cách đây 24 buổi về trước thì đúng là mình là một học trò là chưa có biết gì về một nốt nhạc nào đó. Thực sự là như thế, chưa biết một nốt nhạc nào cả. Thế nhưng mà sau 24 buổi học thì đến hôm nay thì cũng có thể rằng mình nói những cái giáo trình, những cái bài đơn giản như thế này là không có cần phải một dòng chữ nào, chỉ có toàn nốt nhạc với ký hiệu không, mình có thể mình tự tin mình ngồi mình dò mình đánh được. Thời gian là có thể là nó chậm,
Thế nhưng mà bởi vì sao? Thứ nhất là về cái phần tuổi tác cũng lớn, thì cái mắt nó kém, rồi cái tay nó cứng, nó không như là tuổi trẻ. Tuổi trẻ thì cái độ nhanh nhạy, rồi mắt tinh, tay nó dẻo. Thế nhưng mà với mình như thế thì mình cảm nhận được là trước hết là chọn được đúng người thầy. Hai nữa là cái phương pháp dạy của thầy theo mình nghĩ là quá hay. Tuy nhiên trong thời gian học thầy, mình vẫn lên trên mạng mình tìm hiểu rất là nhiều người, những người thầy khác. Mỗi người có một thầy, mỗi một người thầy có một cái phương pháp giảng dạy riêng. Thế nhưng mà để được đào tạo một dạy một học viên chưa biết gì, tuổi lớn mà sau 24 buổi mà đánh được cái bài như thế này, thì mình nghĩ rằng là phải kết hợp giữa là cái trình độ giảng dạy của thầy. Thứ hai nữa là cái người học viên cũng phải cố, nỗ lực cố gắng rất nhiều. Thế thì hôm nay cũng là cái buổi học cuối cùng, thì cũng xin cảm ơn thầy rất là nhiều trong cái thời gian suốt trong cái khóa học vừa qua. Một là cái tính chuyên nghiệp của thầy, đúng giờ đúng giấc, không có bỏ buổi nào, cái đó là mình rất là thích. Cái thứ hai nữa là trong quá trình dạy thì thầy chỉ dẫn rất là tận tình, chỗ nào cần phải chú ý, chỗ nào là cần lướt qua, thì là thầy có những cái điểm nhấn, trọng tâm trọng điểm, và mỗi một cái bài là một cái phần lý thuyết ở trong đó. Khi hết 24 buổi thì người học viên theo mình nghĩ như mình ấy, thì bây giờ là mình nhìn mãn nhãn đã được rồi. Thì lần nữa là cũng rất là cảm ơn thầy. Chúc thầy và gia đình nhiều sức khỏe, hạnh phúc, và cái con đường âm nhạc này thì luôn luôn là tiếp tục hướng dẫn cho các cái bạn trẻ và những cái nước tiếp theo đạt được nhiều kết quả tốt. Cảm ơn chú cũng đã có cái lời động viên, và cái sự cố gắng đương nhiên là cái việc về phía con hướng dẫn là một phần, nhưng mà cái sự đáp ứng của học viên như chú là một cái người rất là tận tình, rất là có cái thời gian tập dành ra để tập luyện như này, thì mình mới đạt được cái thành quả như ngày hôm nay. Vậy thì chú có cái lời khuyên nào cho những người sắp học và chuẩn bị học những cái khóa học như thế này không? Nếu mà có một cái lời khuyên thế thì với có 24 buổi học như này, mình cũng rút ra được một chút ít gì đó trong cái phần học. Thế nhưng mà nếu như thầy cho mình để mà mình có một cái bài khuyên đối với những cái học trò hoặc là những người đang chuẩn bị học và đang học ở tất cả các cái lớp âm nhạc này, thì mình nghĩ là như thế này. Trước tiên đấy là các bạn phải tìm hiểu để lựa chọn cho mình có một người thầy phù hợp với cái khả năng của mình. Đầu tiên là như thế. Thứ hai nữa, khi đã chọn được cho mình người thầy rồi thì bản thân mình ấy, là phải luôn luôn nỗ lực cố gắng, và việc đầu tiên là anh phải chấp hành, tuyệt đối chấp hành theo cái giáo trình của thầy, theo cái hướng dẫn của thầy, không được tự động thua nhanh đi, hoặc là bài này nhảy xong bài kia khi mà thầy chưa hướng dẫn. Cái thứ ba, theo mình nghĩ rằng những người mà đã theo học như thế này thì đầu tiên là có một cái niềm đam mê. Thế thì cũng có người thì có năng khiếu, nhưng mà cũng có người thì người ta cũng không có năng khiếu, nhưng mà vì người ta đam mê. Thế nhưng mà mình nghĩ rằng thứ nhất là chọn được một người thầy phù hợp, cái thứ hai nữa là cái bản thân của những người bạn học tham gia học đó, thì mình phải nỗ lực cố gắng và thực hiện nghiêm túc đúng như giáo trình của thầy. Thì mình nghĩ rằng là từ một người mà lớn tuổi rồi chưa có biết nốt nhạc nào, sau 24 tuổi mà đánh được như thế này, đây là người thật việc thật, mình không phải là quảng cáo cho thầy. Nhưng mà nếu như mọi người xem được cái video của clip này thì mình cũng mong mọi người rằng đây là hoàn toàn thầy trò tôi, là người thật việc thật đó. Cho nên là các bạn cố gắng rằng nghe là cái âm nhạc nó không có tuổi tác,
không phải là lớn tuổi mà nó không học được, vẫn học được bình thường. Thế thì chúc tất cả các bạn học viên của thầy và những người chuẩn bị học thì luôn luôn thỏa mãn cái niềm đam mê của mình và học một cách nghiêm túc, sự thành công. Cảm ơn chú. Thì ban đầu con cũng nghĩ là những người lớn tuổi như chú sẽ khó tiếp cận với những vấn đề như thế này. Rồi đôi khi mình học online nó lại một cái rào cản nữa, nhưng mà đó không phải là những rào cản nếu mà mình biết cố gắng chứ bạn. Đúng rồi. Mình nghĩ rằng cái này không phải là cái rào cản đâu. Tại vì cái rào cản này không là do mình nghĩ ra đâu. Yeah. Sao mình tạo lên đâu. Chứ còn mình nghĩ rằng nha, với cái tuổi 60-70 như anh em chúng tôi rồi, bây giờ mới tham gia học mà học online thì cái chuyện này đúng là cũng không có nhiều. Thế nhưng mà ý ở đây cũng nói rằng nếu như anh đam mê và chọn được một người thầy phù hợp thì tất cả mọi việc sẽ thành công. Yeah. Rồi, cảm ơn chú rất là nhiều. Cũng nhờ cái sự hợp tác của chú tốt mà mình mới có được cái thành quả ngày hôm nay. Thì nói chung là cái này thì nó thầy dạy chuyên nghiệp thì thầy biết rồi, trong cái lớp thì nó có học viên, nó có người này người kia. Nhưng mà cái chung quy lại là làm sao mà cũng mong muốn của thầy là học viên là sau khóa học ra là anh phải biết đọc, biết đọc được nốt nhạc, đó là cái yêu cầu. Cái còn mới học thì tay nó chưa dẻo, nó chưa có nhiều cái kỹ thuật, nhưng mà thời gian mình tập tiếp thì nó sẽ nâng lên từ từ thôi, chứ còn cái này mình nghĩ rằng là nó không thể nhanh được. Đó, cho nên là ở đây mình cảm nhận như thế này, như bản thân mình học 24 buổi liên tục không nghỉ buổi nào, và cũng may là trong cái dịp này là dịp dịch ở nhà, cho nên là mình có thời gian để mình ngồi trên đàn mình luyện. Thế mà đến hôm nay nó cũng ngót 3 tháng mới được như thế này. Thế mình nghĩ rằng nếu như các bạn mà các bạn học với tính chất là hời hợt, một ngày các bạn lên đàn các bạn ngồi nghe thầy giảng một tiếng, thì tôi nghĩ rằng sau 24 buổi sau thời gian như thế này thì các bạn không gặt hái được nhiều kết quả bao nhiêu đâu. Nên là mong các bạn là nếu như các bạn học thì đấy là chăm chỉ đấy, và học một cách nghiêm túc, chứ không được nên là hồi hộp là khó thành công lắm. Cái này nó không nhìn như thế thôi nhưng nó cũng dễ. Khó thì nó không khó lắm, nhưng mà dễ thực sự là cũng dễ. Nhiều bạn nói bỏ em học mà 3 tháng mà được như thế này, hoặc là nhiều người bỏ học 3 tháng lại chưa được như thế này, thì cái đó là do mỗi người. Như thế là mình nghĩ rằng là với khả năng của thầy dạy là hôm nay là thầy trò mình là người tập luyện tập hết, nên là đạt được như thế này là mình thấy rằng rất là hạnh phúc. Thì thằng cái chú là cái vui của cái người như con, như người hướng dẫn như thế này nè. Nhiều cái vui nhất là khi thấy cái học viên của mình họ tiến bộ, tiếp thu được kiến thức của mình, phát huy được, tiến bộ được từng ngày, đó là cái vui nhất của cái người dạy ấy chú. Thật đó. Nếu mà dạy nhiều khi nhiều người á là họ không có chịu tập, rồi không có thời gian tập, nói chung những cái điều kiện, rồi dẫn tới cái việc là ít tập, cho nên thành ra là không có tiến bộ được bao nhiêu hết. Cho nên thành ra là sau một khóa học, hai khóa học cũng không tiến bộ được nhiều. Nhưng mà những người nào chịu khó tập này, nào học hành nghiêm túc thì thật sự rất là mừng cho những cái thành quả gì vậy, thấy rất là mừng. Và thế nhà mình cũng dễ đi mà đúng không? Dạ dễ chút, đường cái lớn hết, xe hơi chạy thoải mái. À rồi, thế dạ. Ok rồi. Cơ bản là sao mà xe nó ra vô được là ok. Dạ. Rồi, bye bye mình nhé. Dạ.